1543 là mẫu váy em đang mang nha cả nhà. Em này với chất liệu ren rất là mềm luôn. Và đây cũng là hàng mới của nhà em nha, sale luôn trên line này với mức giá là 349.000 đồng. Trời ơi, xuất sắc mấy chị ơi, nhận hàng bên ngoài đẹp hơn trên line nhiều. Shop mới về một em đầm ren cao cấp cho các chị mình luôn. Với cái mẫu váy là 1543 nha cả nhà. Em này đi tiệc nè, đi chơi cho em sang khỏi bàn luôn các chị coi form nha. Màu đen sẽ giúp mình trông rất là gọn gàng nha. Form này em may các chị mình mặc nó cũng rất là thoải mái. Tuy là body nhưng mà các chị thấy em bước đi không? Rất là dễ nè, không hề bị ôm bó hay là cảm giác khó chịu. Body nha em các chị mặc nha, đẹp là một chuyện nhưng mà phải thoải mái được cơ. Kể cả mình mặc em này cả ngày vẫn rất là ok cho em luôn. Rồi bây giờ chị nào xem livestream của em và đặt ngay trong bài live này luôn sẽ nhận được ưu đãi là 349.000 đồng. Thay vì phải qua trực tiếp shop ha, em đang bán bộ váy này tại shop với mã số 1543 nha, vẫn là 450. Còn khách mua trên live thì sao ạ? Không cần đi đâu hết, ưu đãi còn 349.000 cho em luôn. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị xem hàng trước thanh toán nha. Mua hàng nhà em 100% chuẩn mẫu. Cái này mình yên tâm cho em. Vì trước về form về chất thì khỏi lo luôn ha. Em bao giá cho các chị nè, rồi còn bao luôn kiểm tra hàng luôn. Mấy chị ơi, nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái. Đẹp đúng như em giới thiệu thì mình nhận được không? Chị nào khách mới không có vấn đề gì phải lăng tăng hết trơn á. Form đầm em đã mặc thử cho các chị xem đây. Đây là hàng nhà em may bán, tem mạc nhãn mát đầy đủ. Mình coi like như nào là nhận hàng và giống như vậy. Không giống em không lấy tiền ha. Mua ở đâu các chị sợ, chứ đã mua nhà em thì không có một cái gì phải lo luôn. Thứ nhất là em đã tư vấn sai cho mình rồi, vừa đẹp em mới chốt. Thứ hai nữa là shop giao đến tận nơi cho khách và cho khách kiểm tra hàng luôn. Không yêu cầu khách phải chuyển tiền trước cho em, nên là mình không có sợ là bị mất tiền hả mấy chị. Chưa có cầm tiền là cho coi hàng rồi, uy tín chất lượng để lên đầu nha. Đây một em váy ren với cái form đầm là đuôi cá nha. Đây các chị thấy không, có cái tần đuôi cá vặt xéo nha mấy chị. Nhìn kỹ giúp em nha, cái tàu váy sẽ là form vặt xéo cho mình rất là đẹp luôn. Chân váy và tay sẽ để cho các chị thấy là một lớp nha. Nhìn thấy phần hoa văn nè, đó, nửa kính nửa hở siêu đẹp luôn. 349.000 cho em, chốt ngay được một em đầm quá xuất sắc. Hàng bây giờ thị trường các chị mua váy trung niên với thiết kế không cái nào dưới 300 hết. 500-700.000 là giá tầm trung cho em. Riêng nhà em may bán cho các chị luôn, hôm nay giá riêng khách hàng. Mẫu này là đầm mới nha, không phải là hàng qua đợt, hàng lẻ size nha. 1543 em đang mặc đây là nằm trong bộ sưu tập mới về mà em đã dám riêng khách hàng luôn. Chị nào mua trên line này sẽ nhận được đơn sale là 349. Lưu ý giúp em là chỉ dành cho khách mua trên line này thôi. Còn nếu mà khách mua line khác thì có thể giá cao hơn nha. Riêng bài live stream này của em vô tình các chị xem trúng giá sale 349 thì sao ạ? Đặt đơn liền. Đây đứng gần cho các chị xem, chất ren rất là mềm. Ren này của em mặc mềm nè, em nè, không bị châm chích, không bị ngứa ngáy, không bị khó chịu. Chị nào nhận hàng mà nói ren này không mềm như em giới thiệu mà không êm như em nói mà em không lấy tiền các chị luôn, được không? 4 size do mình lựa chọn. Ở đây em mặc là size M, form cả nhà thấy không? Lên rất là đẹp và gọn luôn. Chị nào dáng tròn ha, có bụng, mặc màu đen cho em vẫn rất là gọn dáng, không lo lộ khuyết điểm nha. Rồi 4 size nha cả nhà ơi, 40 cho tới là 65 kênh. Trời ơi, mặc không rồi là đẹp rồi. Chưa cần kết hợp gì hết trơn á. Thấy không các chị không? Form đồng đẹp, mặc lên là đẹp liền cho em luôn. Vừa sang trọng mà kiểu đơn giản lại không bao giờ lo lỗi thời. Em này mua bỏ tủ là em nói mặc hoài luôn. Mặc khi nào chán thì thôi chứ không bao giờ lo lỗi thời. 4 size nha, cứ đặt cho em. Cứ 40-65 kênh thì nhà em có hàng ha. Trước khi giao bên em sẽ tư vấn size cho mình. Chắc chắn khách vừa đẹp em mới chốt. Và hôm nay tổng đơn 600.000 đồng mình còn được free ship nữa nha. Em váy này phải nói là siêu hot luôn. Chị nào cũng nên có một cái trong tủ. Tại vì mình mặc đi đâu cũng thích hợp. Đi chơi được, đi làm được và đi tiệc cũng được cho em luôn. Đang trên váy đuôi cá cho em nè. Đi đứng rất là thoải mái nha. Form lên gọn dáng, màu sắc sang trọng. Chốt giúp em mã số là 15. Đầm em mặc trên người không có màu khác nha chị ơi. Chốt giúp em mã số đầm này ha. Ai chưa có đầm em đang mặc, dạ ren mềm nha. Trời ơi, cái chị ơi, màu này màu đen. Màu đen chị ơi, không phải màu xanh nha. Đấy, nhiều chị đặt xanh là sai đó. Trên like của em có chị nhìn thấy cái này, màu này là màu đen nha cả nhà. Đúng một màu duy nhất, mã số giúp em 1543 nha. Lưu ý 1543 chỉ có đúng một màu đen thôi nha cả nhà. Lưu ý giúp em không có màu khác, hàng độc quyền luôn nha. Tiếp theo là một em đồng hoa rất là
trắng da nha các chị luôn. Trời, cái màu đỏ này là phải chốt đơn rồi mấy chị, đi chơi du lịch mặc là xuất sắc cho em. Giá hôm nay sale rẻ lắm, có 199 à. Thật sự nghe giá là mua liền không cần suy nghĩ nha. Bình thường bây giờ mua một cái đồng trung niên ngoài thị trường cũng đã rơi vào tầm 500-700, thì hôm nay chị nào mua trên line này của em giá chỉ có bao nhiêu? 199 thôi. Em còn số lượng rất là ít nha cả nhà, 4 size, tuy nhiên M và L chỉ còn khoảng tầm 10 đơn nữa thôi, và XL 2X thì mỗi size còn một đơn. Các chị biết cái độ gọi là hiếm hoi của nó như nào đúng không? Rồi bây giờ ai nhanh tay sẽ có đơn nha. Sale còn 199.000 giúp em ha. Đầm von, váy von hoa dán dài, đầm này em may cho mình là hai lớp có kèm túi nha. Mã số sản phẩm cho em là 1492 nha cả nhà. Lấy mẫu đầm em may chốt đơn 1492 giúp shop nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Chỉ sale trên like, không áp dụng giao bán này bên ngoài nha cả nhà. Ôi màu nè, đẹp không? Màu này lên trắng da ha. Đó, nền màu đen phối cho các chị đang xuất sắc như này mà chỉ có bao nhiêu? Có 299 thôi. Có 299, à có 199 chứ em đang giảm giá nè. 199k, quên em báo 299 là giá bình thường rồi. Hôm nay sale còn 199.000 đồng, áp dụng cho khách mua trên line ngày hôm nay, không áp dụng cho khách mua tại shop nha. Chị nào qua trực tiếp shop giá vẫn đang bán là hơn 400. Ở nhà đặt hàng 199.000 khỏi cần đi đâu, rẻ hơn nhiều luôn. Mà còn được giao đến tận nơi, lại còn được kiểm tra hàng nữa cơ. Đây đầm có túi cho các chị yêu nè. Dạ size ML khoảng tầm 68-70 cho em. Mẫu này đang có 4 size và em nhắc lại nha, M và L mỗi size còn 10 đơn, XL và 2X thì mỗi size còn đúng một đơn cuối cùng nữa thôi. Chị nào nhanh tay sẽ có hàng. Giá quá rẻ ngày hôm nay 199.000. Nguyên một cái đầm von dài thước tha luôn, nền đen hoa văn màu đỏ nè. Thiết kế là cổ tròn tay ngắn cho các chị mình ha. Rồi nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn nha. Giao đến tận nơi nha cả nhà ơi. Nhận hàng cứ kiểm tra trước thanh toán giúp em ha. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị mình luôn nè. Rồi bây giờ lấy mẫu nào thì cứ bình luận ở bên dưới giúp em nha. 1492 nha cả nhà. 1492 kèm số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè. Chỉ sale trên line nha, cố gắng mình đặt sớm giúp em ạ. Có gì bên shop sẽ alo trực tiếp và tư vấn cho các chị mình luôn ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Đầm này đầm von có hoa nè, rồi có những cái sọc ở trên vải nữa nè. Đây cái trái hồng von sọc nè, dễ thương ha. Nhận hàng cho em là mấy chị thích liền, chốt thì mặc mát nữa, lên form nhẹ nhàng thoải mái nha. Ưng ý mẫu nào cứ chốt đơn cho em luôn, giao hàng toàn quốc nha. Lấy mẫu đầm em mang chốt ở phía dưới là 1492 ạ. 1492 kèm số điện thoại nha cả nhà. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết, em không về thêm nha. Mỗi một mẫu số em mặc trên người đây nè là cái chị biết nó về có một lần thôi. Đợt này đã về rồi thì đợt sau em lại về kiểu khác chứ không có may thêm mẫu này đâu. Hết là em bỏ mẫu luôn. Đó, ưng thì phải chốt đơn liền cho em nha, chứ qua đợt sau hỏi lại là không còn đâu ạ. 1493 nha, 1492 nha cả nhà. Nền đen hoa đỏ, mã số là 1492. Size M, size L, XL và 2X ạ. 40 cho tới là 65 cân vừa cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm giúp em ạ. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà. Đầm em mang trên người có size từ 40 cho tới là 65 cân nha. Trong đó thì size M và L số lượng nhiều hơn, còn XL và 2X thì em chỉ còn mỗi size một cái thôi là em hết hàng. Đó, ai nhanh tay có đơn cho em hàng siêu đẹp luôn. 100% hàng giao chuẩn mẫu, ở trên line em mặc như nào là chắc chắn nhận hàng sẽ giống như vậy, các chị mình yên tâm nha. Mời em đầm sơ mi tay dài bài mới cho các chị yêu đây. Mã số sản phẩm là 1539 nha cả nhà. Em này chất lụa Nhật siêu mềm luôn, mặc là thích liền, mà chưa cần mặc luôn, giao hàng tới cho các chị kiểm tra thôi là đã mê rồi. Vải này nó mềm mát thật sự luôn các chị, mặc một lần nha là chắc chắn các chị sẽ tìm cái chất liệu này mua tiếp. Hàng này của em là hàng váy xòe nên là không sợ kén dáng. Đây mình thấy không, chân váy nè sẽ được may xòe cho các chị mình luôn ha. Có nhíp ly cho mình nha, hai ly trước và hai ly sau, có độ phồng xòe rất là đẹp, che tuyệt đối phần bụng cho mình luôn. Giá đang sale,
Giá đang sale chỉ có bao nhiêu ạ? 349.000 đồng cả nhà ơi, cả một cái đầm sơ mi dài chất vải lụa nha. Sơ mi phong xề dài, nạt tay cũng là tay dài luôn. Hiện tại thì em đang có rất là nhiều sơ mi nhưng mà đa số là tay ngắn với tay lỡ. Thì em này sẽ đặc biệt hơn là tay dài với chị hàng hiếm. Hiếm thôi nha và số lượng ít nữa. Em về không có bao nhiêu hết trơn á. Chị nào mua trễ là sợ không có đủ hàng đâu. Nhanh tay có đơn cho em, giá quá rẻ. Nguyên cái đầm đẹp như vậy hàng phải ship 349k. Còn không bằng một cái áo sơ mi ngoài kia người ta bán nữa mà. Phần tay sẽ là có bo thun cho mình, mặc thành tay dài như em đây, hoặc là cái chị mình sắn lên làm tay lỡ có độ phồng như vậy cũng rất là đẹp luôn đúng không? Đó, mặc được cho em hai kiểu nha. Em chào chị Ruby ạ. À, mẫu đang mang là 1539 chị yêu ơi, 349.000 đồng thôi. Hàng có sẵn nha, tất cả các váy nhà em giới thiệu cho mình đều đã có sẵn hàng đủ size 40 cho tới là 65 cân. Đó, bây giờ ai chưa có mẫu này thì cứ bình luận nhanh tay giúp em ạ. À, giao đến tận nơi nha, kiểm hàng trước thanh toán cho em luôn nè. Lấy mẫu đầm em mang bình luận bên dưới nha cả nhà ơi. 1539 ạ. 1539 nha cả nhà, size M. Size M, size L, XL và 2X nha. 40 tới 65 cân cho em mình chốt nè. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị luôn nè. Lấy mẫu nào thì cứ bình luận ở bên dưới giúp em ha. Em mặc trên người sẽ là 1539 nha cả nhà. Mẫu đang mang 1539. Dạ, giao đến tận nơi, chị không cần đi đâu hết trơn á. Đã xem like của em đặt hàng thì em sẽ giao đến tận nhà cho mình luôn. Chị Thanh Trà lấy 1539 và ok, còn chị nào nữa không? Có sẵn nha, giao đến tận nhà luôn ha. Váy em mang có size cho các chị yêu luôn nè. Váy em mang có size cho các chị yêu từ 40 cho tới là 65 cân luôn ha. Hàng đẹp chuẩn mẫu, nhận hàng kiểm tra cho em nha. Size M, L, XL và 2X ạ. Cứ 40 cho tới 65 cân là vừa nha. Chị yêu nào chưa có mình lên đơn sớm giúp em. Mã hàng kèm số điện thoại luôn. Giảm ngay trên bài like này luôn chị. Không cần phải đi đâu hết trơn á. Ngồi ở nhà thao tác trên điện thoại thôi. Đo cho em là cân nặng chiều cao, số đo 3 vòng. Sau đó là em chọn cho mình cái size nó phù hợp, rồi em giao hàng đơn giản vậy thôi ha. 2 đến 4 ngày sau là nhận được hàng nha. Em may sẵn mặt nhanh lắm. Mình cứ đặt xong là cứ tầm 2 đến 4 ngày là chờ bên em giao đến tận nhà cho mình. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em ha. 1539 là em mặc trên người là 1539. Hàng vải đây là vải lụa Nhật nha. Bao là phong xẹt, dễ thương không? Trời ơi, hàng đẹp như này mà có bao nhiêu? Có 300 mấy thôi. Bao bảo đảm với chị mình luôn, nhận hàng không nghĩ là trời ơi, bỏ ra 300 mấy mà cái đầm chất lượng về đâu. Thiệt, như chị khách mới lần đầu tiên biết shop á, kêu là mua thử trải nghiệm. Mua thử lần xong là dính luôn, mới chơi mua hoài luôn. Ở đâu giá rẻ hơn được nữa. Bao giá cho cái chị luôn. Đầm như này người ta bán 700 ngàn. Em sale cho mình là 349 ngàn nha. Mã số sản phẩm giúp em là 1539 nè. Chị yêu nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 1539 nè. 1539 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Đầm em mặc trên người, mã số sản phẩm là 1539 nha cả nhà. Em váy này sẽ dành riêng chị thích sự dễ trung nè, mặc lên muốn làm tâm điểm mà trắng da nha. Đai hoa vàng cho em, form lên xè rất là đẹp luôn ha. Nhưng mà hôm nay thì hiện tại shop chỉ còn hai size cuối cho các chị yêu thôi, là M và L. Nhưng mà trong đó em L có hai cái à. Thấy em giới thiệu hai size M, L nhưng mà nhiều khi vừa coi like xong tối đặt hàng là hết. Đó, tranh thủ đặt liền cho em, đang trong like mình đặt sớm cho em luôn đi. Hiện tại em đang còn 18 đơn size M và 2 đơn size L, tổng cộng bao nhiêu mấy chị? 20 cái. Có 20 đơn cuối thôi mà còn bỏ lỡ là quá tiếc nha. Nguyên một cái đầm sơ mi đẹp xịn sò như này, 199k, với chất liệu là lụa mango, hàng đẹp cho các chị luôn. Form nè, form xòe, mặc mấy em này là không có sợ lộ dáng đúng không? Mình tròn người có bụng thì cứ chọn váy xòe như này cho em. Đang đứng nghiêng các chị xem nè, form sẽ là xòe từ đây xuống rồi, bụng không lo ha. Quan trọng là đo eo nè. Đầm này của em size chuẩn là eo dưới 74 nha. Chất lụa mềm với tông nền xanh hoa vàng rất là tươi nổi luôn. Màu này của em đây các chị mặc đi chơi đi tiệc xuất sắc nha. Sale 199.000 thôi ạ. Hai size là ML nha cả nhà ơi, em còn hai size cuối.
Em còn hai size cuối cùng là M và L, chị khách nào chưa có thì bình luận nhanh tay giúp em ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. Một màu duy nhất không có màu khác nha cả nhà ơi, cố gắng mình đặt thật là sớm giúp em ha. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị luôn nè. Lấy em này thì cứ chốt đơn cho em là 1513 kèm số điện thoại. Sơ mi thì em còn nhiều lắm nhưng mà hoa văn khác nhau. Nếu như thích hoa vàng thì duy nhất chỉ có mình em này là sơ mi hoa vàng thôi. Em còn sơ mi hoa tím nè, rồi sơ mi đỏ nè, sơ mi đỏ đen nè, sọc đen trắng, rồi caro, rồi chấm biên, hoặc là sơ mi bell thôi. Còn mà hoa vàng thì có duy nhất em này. Đó, lẻ sai mất tiêu, tiếng thật, dưới 55 cho em nha. Dưới 55 kênh chốt đơn, sale còn 199, giá quá rẻ luôn à. Bình thường thấp nhất thì cũng phải tầm 300-350 cho một em đầm sơ mi. Hôm nay lẻ sai còn có 20 đơn, thôi lấy coi như là tương tác luôn nha. Dành 20 đơn cuối cùng này, chị nào nhanh tay có giá 199.000 đồng. Không sale tại shop như chị Thảo Lê, mình qua trực tiếp shop em giá khác. Giờ luôn, bây giờ thời điểm hiện tại luôn mà qua trực tiếp cửa hàng em. 1513 em đang mặc đây vẫn đang bán là 450.000. Còn khách ở nhà xem like không cần đi đâu lại chốt đơn 199, cái nào tiện hơn với chị? Ở nhà coi like chắc chắn là tiện hơn rồi. Chỉ mất có 3, gọi nó là 3 giây đi, nhiều chị biết cách ha. 2 giây là xong chia sẻ rồi. Còn ai chưa biết đúng không? Tầm 10 giây cho em thôi. 3 lần chia sẻ không nhiều mấy chứ, có 3 lần thôi là chốt được cái đơn hàng 199k. Đây sẽ là 1513 của nhà em, sơ mi form xòe, đai qua gối. 1m6 mặc qua gối không ngắn nha. Đai form váy nè, ok không biết chị, vừa mang rồi, mặc đi chơi hàng ngày rất là ổn luôn. Sale còn 199k ạ, 20 đơn cuối cho chị nào đây? M và L chị Thảo ơi, hai size cuối cùng giúp em dưới 55 cân. Size M là 40-50 và size L là 50-55, trong đó là 18 đơn size M, chỉ có 2 đơn là size L thôi. Ai chọn tay là hết nha, có kèm túi cho các chị yêu nè. May kèm 2 túi là khóa kéo được may ẩn phía sau lưng của em. Nền xanh hoa vàng thiết kế cổ sơ mi nha, mã số sản phẩm là 15113. 1513 nha chị Ngọc ơi, thiếu mã số ạ. 2XL dạ hết. Không còn, em chỉ còn M và L thôi. Shop còn 2 size M, L cho em thôi ạ, tiếc chưa. Thôi bây giờ đổi sang hoa khác đi được không? Sơ mi nhưng mà sơ mi hoa khác thì em còn nha, chứ còn mẫu này em còn M với L thôi hà. Chỉ dành cho chị nào dưới 55 cân thôi. Mã số sản phẩm là 1513 cho em nha. 1513 kèm số điện thoại, hai size cuối là M và L. Chị nào từ 40 cho tới 55 cân cho em thì mình chốt nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Lấy mẫu nào thì cứ lên đơn giúp em ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại nha cả nhà ơi. Đây là mã số 1525 của nhà em, một em váy lụa mềm ha, lụa mango. Chị nào mà khách quen là biết rồi đúng không? Nghe cái tên là muốn mua liền. Rồi còn chị nào khách mới mình có thể trải nghiệm cho em cái chất này luôn đi. Mặc mê lắm mấy chị. Vải mềm, mặc êm mát và nó cũng ít bị nhăn nhào luôn. Lên form thì lại gọn dáng như thế này. Trời ơi, form váy cái chị xem, tròn người ấm người, mặc được cho em hết nha, rất là đẹp luôn. Mẫu váy này của em sẽ có đủ size cho mình lựa chọn từ 40 cho tới là 65 cân. Rồi hôm nay chị nào ơn chốt đơn liền. Mình xem cái hoa cho em nè, sang không? Hoa này là cái chị trung niên rất là thích nè. Em thấy là hầu như mấy chị khách trung niên nhà em nha, là ai cũng mê cái mẫu này. Mặc vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng, phong đồng lại không kén dáng cái chị luôn. Mà chất này thì không có ai chê luôn đó. Em chưa thấy chị nào mà không thích chất này luôn. Mặc nó quá là êm luôn cả nhà. Xe nhẹ nhẹ nè, êm mát một lớp nha, không hề xuyên thấu. Mặc thì rất là mát mẻ luôn. Đây, form đây như các chị xem ha. Em sẽ không chít em ngang. Riêng mẫu váy này thì sẽ là nhíp ly cho mình, 2 ly trước và 2 ly sau, chứ không có cái đường ngang như bình thường. Bên dưới vẫn xòe nha, đây vẫn xòe nhẹ cho các chị luôn ha. Nền đen, chị ơi màu này đâu có kén da đâu. Da trắng da ngâm mặc được hết à. Chị Trúc Linh lấy 1525 và dạ, ok em có 4 size. 1525 nha, M, L, XL và 2X ạ. Từ 40 cho tới là 65 cân là vừa đẹp cho em ha. Chị khách nào chưa có bộ này thì bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Em mặc trên người là 1525 nè. 1525 kèm số điện thoại cho em nha. Chất lụa mềm một lớp, may kèm túi cho các chị đai hai túi. Phong đồng dài qua gối của em, chị nào mặc cũng hợp hết trơn á. Nếu mà 1m4, 1m5 thì dài hơn em một xíu. Ở đây thì em cao 1m6 nè, phong nó vừa tầm là phủ gối luôn. Không ngắn đâu, 1m65 mặc vẫn rất là vừa đẹp luôn chị. Vẫn đảm bảo qua gối giúp em. Cổ vuông, tay phồng, có kèm túi rất là tiện lợi luôn.
ha. 1525 cho em nha. Váy đan mang đây size cho các chị từ 40 tới 65 cân. Em này eo cũng khá là thoải mái, eo khoảng tầm 85 quay đầu cho em. Eo 84-85 là mặc đẹp, thoải mái và yên tâm lên đơn. Shop sẽ có size vừa đẹp cho các chị mình luôn. Nếu như hôm nay chị nào gộp cho em từ 600 ngàn là mình còn được thêm một cái chương trình là free ship nha. Dạ lụa chị, em này là lụa. Thường á thì nếu mà thích mặc hai lớp thì mình chọn cho em là von hoặc là ren ha. Còn lụa thì đa số là một lớp nha. Mẫu này của em may một lớp không mỏng. Mình nói em mặc trên line như nào là do giống vậy. Này trên line mình thấy không? Không hề mỏng manh xuyên thấu chút xíu nào. Đây là một lớp nè. Mà em mặc vẫn rất là kín đáo đúng không ạ? Thì nhận hàng sẽ giống như vậy cho em. Tất cả đơn hàng mua nhà em đều được kiểm tra trước thanh toán nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng. Đó, yên tâm về chất lượng chưa? Hàng đẹp, hàng chuẩn mẫu thì em mới dám cho xem. Nên là các chị cứ thoải mái lựa chọn, ưng sản phẩm nào thì cứ đặt cho em. Và hôm nay đơn hàng từ 600 là mình không lo về phí ship nha. Chị Bình Minh chốt 1525 nè. Mẫu em mang có mẫu này màu hoa vàng không em? Giống vậy hỏi chị không rồi. Hoa vàng em có kiểu khác. Hoa vàng thì kiểu khác được không chị? Chứ còn hoa vàng mà tích giống em thì không có rồi nha. Mẫu này nó chỉ có một màu duy nhất thôi. Em có mẫu hoa vàng mà dạng của sơ mi. Cũng đẹp lắm, mẫu đó nhìn cũng rất là trẻ trung luôn. Đây nè, chị xem thử giúp em nha. Hoa vàng, nền xanh hoa vàng có mẫu này. Nhưng mà đầm xòe của sơ mi và nó cũng lẻ size mất tiêu rồi. Đợi em một chút xíu nha. Mẫu này em có 4 size, tuy nhiên thì nó chỉ có một màu này thôi. Mã số sản phẩm giúp em là 1525 nha cả nhà. Chất lụa mango nha. Một em váy xòe nhẹ nhàng, dễ mang, không kén dáng luôn. Ai chưa có mẫu này của em thì cứ bình luận ngay cho em ở bên dưới ạ. Shop sẽ tư vấn size và trừ hàng cho các chị mình ha. Giao đến tận nơi, không cần đi đâu luôn. Đó, xem like nè, đặt trên điện thoại rồi chờ nhận hàng cho em thôi. Chứ mình không cần phải đi đâu hết. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị mình luôn. Em mặc trên người là 1525 nha. Mẫu đang mang 1525, chất mềm, mặc mát và rất là thoải mái luôn ạ. Đồng em mang đây có size cho chị nào từ 40 cho tới là 65 cân nha. Dạ lụa mango nhà em chắc chắn sẽ không làm với chị thất vọng đâu. Mua một lần là sẽ còn quay lại mua lần 2, lần 3 nữa mặc. Cái này đảm bảo luôn, chất rất là đẹp nha. Nhận hàng là ưng ý ngay. Em mặc trên người đây chị, đang giới thiệu luôn nè. Đó, đang sale luôn. Nếu như mua em này tại shop hơn 400 ngàn thì hôm nay các chị yêu mình chỉ việc đặt trên livestream này. Nhận đơn còn bao nhiêu? 319. Trên live có 319 ngàn thôi. Lúc nào mình xem live cũng nhận được ưu đãi rẻ hơn. Thay vì qua shop hơn 400, ở nhà xem live có 319 thì mấy chị siêu rẻ ha. Lụa mềm nha. Em mặc trên người là đầm may một lớp ạ. Form váy xòe nhẹ rất là dễ mang nha cả nhà. Phần tay này em may là tay ngắn cho các chị nè. Chị Kim Kim size 2XL cho chị một đơn 1525. Ok chị luôn ha. Rồi chị Trang Ngọc lấy 1525 mẫu đang mang luôn. Size M, size L, XL và 2X nha. Từ 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp giúp em nha. Chị yêu nào thích đầm sơ mi hoa nhí thì em có thêm một màu mới cho các chị đang vừa rồi. Mẫu kia nó lẻ size, nó còn size nhỏ đúng không? Rồi bù lại cho các chị yêu đây à. Mẫu này sẽ còn size lớn nha cả nhà ơi. Đây 1524 sẽ là màu em mang với tông nền trắng. Mình thấy em nó khác nhau hoàn toàn. Mỗi mã số là một hoa văn nè. Màu sắc và chất liệu cũng khác luôn. Em này vải khác, em này vải tôn nhưng mấy chị mềm lắm. Em này một lớp không mỏng ha. Sơ mi hoa nhĩ tiếp tục cho các chị đây. Em này sẽ còn hai size cuối là XL và 2X, tương đương sẽ là 55 cho tới 65. Nó ngược lại với đầm vừa rồi là còn size nhỏ. Thì mẫu này sẽ dành cho chị nào với cái số đo từ 55 tới 65 cân. Và giá cũng rất là rẻ luôn, chỉ 249 thôi cả nhà ơi. Nguyên một cái đầm sơ mi dài đẹp luôn. Đài hoa nè, nền màu trắng nhà hoa sẽ khác luôn ha. Hoa xanh xanh màu cam cam cho các chị nè. 249 giúp em. 249 ngàn đồng. Mã số sản phẩm cho em là 1524. Chị yêu nào từ 55 nè tới 65 cân cho em thì mình cứ chốt ạ. Giao đến tận nơi và hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha cả nhà. Cố gắng lên đơn thật là sớm giúp em ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. Đai vòng đầm dài cả nhà ơi, sang chưa? Thích dài để nguyên, em cao 1m6 thì mặc tầm này. Còn chị nào 1m4, 1m5 thì có thể dài hơn em một chút xíu nha. 1m65, 1m7 cũng không có sợ ngắn đâu cả nhà ơi. Form này vừa mang rồi. Đó, khóa sau cho em nè, shop chỉ còn 2 size thôi. XL và 2X nha, giảm luôn còn 249 ạ. Thay vì phải qua trực tiếp cửa hàng em mua giá hơn 400 thì hôm nay em sale cho cái chị luôn, ở nhà đặt hàng không cần đi đâu hết. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng
trước thanh toán luôn. Mã số sản phẩm cho em là 1524 ạ. 1524 kèm số điện thoại cho em ha. Đầm em mang, dạ đầm này vải tôn nha chị, hoa nhí vải tôn, chất rất là mềm cho em. Trời ơi, mặt em này là mát lạnh luôn. Chất của nó mềm mại nhẹ nhàng mà không quá mỏng nha, cho nên là mặt không có xuyên thấu đâu, các chị yên tâm, vẫn rất là kín đáo cho em ạ. Bình luận 1524 trên like nha. Tại shop em không sale được chị Đặng Huyền, nếu mà qua trực tiếp shop giá vẫn hơn 400, còn bây giờ mình đặt trên like này thì chỉ có bao nhiêu, 249 thôi, 249 ngàn cho các chị yêu thôi. Nhanh tay có đơn giúp em luôn, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Và đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Mình có thể chia sẻ cho em là lên trang cá nhân nè, hoặc là lên trang của hội nhóm. Đã kiểm tra đầy đủ thông tin, có cú pháp đặt hàng đúng rồi, có chia sẻ like rồi thì yên tâm là sẽ được chốt đơn thôi. Sợ là mình đặt sai, đặt thiếu hoặc là không có size vừa thôi cả nhà. Em này vải mềm, hoa văn màu sắc cũng rất là dễ mang, màu trắng là cũng không làm kém da cái chị mình luôn ha. Dạ đúng rồi chị, 249 ngày trên like này nha. Chị nào mua ngoài like là giá khác. Em kết thúc live stream lúc đó mình đặt hàng giá đã khác rồi, chứ còn chưa nói là đến shop nha. Còn bây giờ đặt luôn ha, đang theo dõi like của em sale còn 249 thì mình chỉ cần soạn ngay cho em mã số vào bên dưới 1524 nha cả nhà. Em mặc trên người là 1524 249k nha, 249k. Dạ hết M, mẫu này thì em lại còn size lớn thôi. Đó, nó khác với mẫu vừa rồi là mẫu này là dành cho chị nào size lớn 55-65 cân. Em váy này thì lại dành cho chị nào size lớn ha, 55-65 cân là vừa đẹp giúp em nha. Dạ chất liệu là vải tôn chị, vải đềm mềm. Vải này đã mặc qua là cái chị cũng thích liền luôn, chất rất là mềm nha, dành cho chị nào thích mềm, nhẹ và thoải mái. Còn ai thích những cái form dáng xòe phồng nhiều hơn thì em sẽ có một số cái chất liệu khác nha. 1524 cho em nha cả nhà, hai size cuối là XL và 2X nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn nè, mã sản phẩm giúp em. Mã đầm em mang là 1524, form là form dài, dễ thương ha. Đầm này có túi nha. Em này một lớp hai túi cho các chị nè, dễ thương quá trời. Chúc em này về đi chơi, dạo phố, cà phê mặc đều xinh luôn. 2XL em như vậy shop dạ. Sai chuẩn nha em, mẫu này em có 84 nha. Eo dưới 84 cho em thì yên tâm, chốt đơn là sẽ có size vừa. Cổ sơ mi lịch sự, vừa đẹp vừa size vừa lịch sự. Đi làm mặc cũng được, đi chơi đi tiệc các chị mặc vẫn vô tư cho em luôn. Đó, màu sắc hoa văn này của em nha, các chị trung niên mặc rất là đẹp luôn. Kiểu nó nhẹ nhàng, nó nhã nhặn, nó không quá mức lè loẹt cho nên là ai cũng phù hợp, không sợ là kén da hay là kén tuổi. Hoa nhí mặt thì nhìn trẻ trung và gọn dáng rồi ha. Chị Ngọc Trần lấy 1524 nè. Dạ form xè như này các chị mặc cho em rất là gọn dáng, cái này mình yên tâm luôn. Đây lên form xè cho em nè, eo từ đây xè bên dưới nha, mặc lên rất là gọn luôn. Em chỉ có một màu duy nhất thôi, đây màu trắng em mang. Nền trắng và hoa nhí sẽ là màu xanh, các chị thấy rõ không? Hoa nhí màu xanh, màu cam nâu cho các chị nè, 1524 nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Chỉ còn hai size cuối là XL và 2X nha cả nhà. Một mẫu đồng hoa nhí tiếp tục cho các chị đây. Em này thì dáng đầm xè rất là xinh luôn nè, màu sắc dễ mang đúng không? Rồi nay sale 199.000 đồng nha. Chị yêu nào trong khoảng tầm 40 cho tới 50 cân thì em này sẽ có size vừa. Hiện tại thì shop đã hết 3 size rồi, về 4 size mà hết 3 size luôn. Mấy chị thấy cái độ hot của em này chưa? Bình thường cứ hoa nhí về là nó nhanh hết lắm. Đa số mấy chị khác như em là cũng rất là mê hoa nhí, bao nhiêu mẫu về là cứ hết hàng ngay lập tức luôn. Đó bây giờ nha, sơ mi nè, thích mẫu sơ mi lịch sự kín đáo, chốt đơn cho em giá 199.000 đồng thôi. Bình thường sẽ là 400 hơn, hôm nay lễ size giảm còn 199. Em này chất liệu cho em là vải cá ạ. Form cá được may hai lớp cho các chị luôn. Nền váy màu xanh nè, hoa sẽ là hoa trắng nhị hồng, dễ thương không mấy chị coi nè. Đó, cái nền nó màu xanh đậm nhưng phải nền đen nha, nền xanh đậm không kén da luôn. Có cổ mặc đi làm đi chơi gì cũng được cho em ha. Sale còn 199.000 nha chị Mi Nguyễn ơi, rẻ không ạ? Trời ơi, đâu ra một cái đầm sơ mi dài như này, trăm mấy cho mấy chị đây, bao giá toàn thị trường luôn. Mua hàng bên em mình sẽ được tư vấn size trước khi giao và được kiểm hàng trước thanh toán luôn. Đó, không có gì lo đúng không? Nhận hàng được kiểm tra, đã tư vấn cái size vừa đẹp cho các chị rồi thì cũng không có gì phải sợ hết. Bây giờ mua ha, cứ đặt hàng cho em mã số sản phẩm nè với số điện thoại. Ưng đồng nào thì cứ gộp đơn vô, tại vì hôm nay tổng 600 là mình còn được free ship nữa. Mẫu này của em thì nó chỉ có 199 mặt thì chưa được đúng không? Một đồng thì sẽ chưa đủ điều kiện free ship, tại vì em sale trên từng cái.
Em này giảm từ 450 xuống còn 199. Đó, mua một em này thì chưa có được free ship đâu nha, nhưng mà em có hỗ trợ một phần rồi. Ship thành phố là 20.000 và ship tỉnh là 30. Đơn nào 600 em free ship cho mình luôn ạ. Sơ mi von được may kèm cho các chị là 2 tuổi nè, form dài qua gối của em đây. Màu này thì sang quá trời luôn. Trẻ nè hay là trung niên gì mà cũng được cho em ha. Shop còn size M nha. Dạ đúng rồi chị Lan Anh ơi, tại shop vẫn bán 450 cho dù lẻ size không nha. Nhưng mà trên line này khác. Ở trên line các chị yêu đặt hàng thì có 199.000 thôi. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng trước thanh toán luôn. Rồi lấy mẫu nào thì lên đơn giúp em ạ. Đây sẽ là 1514 cho cả nhà sơ mi hoa nhí. Phần eo được may cao phía trên đai phong, váy sẽ là phong váy xòe. Quá dễ thương ha. Chốt đơn nhanh tay em tư vấn nha cả nhà. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ xem trước thanh toán nha. Chào chị Ngọc Lê luôn ạ. À, chị Lâm Nguyễn lấy 1514 nè. Dạ em đã hết size XL rồi chị ơi. XL là tầm 60 cân em hết hàng rồi. Hôm nay em còn size M dưới 50 thôi, rất là tiếc. Hoa nhí một chút xíu lên kiểu khác cho mình được không? Em còn một cái hoa nhí size lớn nhưng mà họa tiết khác được không chị, một chút xíu lên sau nha. Chứ em này thì đang sale quá rẻ luôn, có 199 à, mà tiếc ghế lẻ size ha, mẫu này size M. Mình đợi ba la tiếp theo của em đi, em lên cái mẫu hoa nhí khác cho mình, cũng đẹp lắm, mỗi mẫu đẹp mỗi kiểu khác nhau. Mẫu của em thì chỉ còn size M thôi ạ. À, đang sale còn 199k nha. 1514 em còn size M, 50 cân quay đầu. Nếu như chị nào dưới 50 cân cho em thì cứ chốt, hàng này hàng von, hàng von hai lớp em, không có mỏng nha, bên trong có lót không lo bị mỏng luôn. Giá 199.000, giá 199.000 đồng. Bình luận mã sản phẩm giúp em, lấy mẫu đồng nào thì cứ lên đơn giúp em ha. Giao đến tận nơi nè, được kiểm tra hàng trước thanh toán luôn cả nhà nha. Yên tâm về chất lượng chưa, tại shop em đang bán là 450.000 mà vô tình xem được like này, cái chị yêu chốt đơn chỉ có 199 à. Đó, thấy là phải lên đơn liền, tại vì hàng cũng không có còn nhiều, đợi thêm 2-3 ngày sau cái chị hỏi em thì chưa chắc là còn sai nha. 199k thôi này các chị ơi, đầm đẹp chưa, từ form tới chất luôn nha. Hàng này sẽ là hàng von à. Đầm em may là may form xòe chị, form ôm em có kiểu khác nha, còn em này là form xòe. 1514 là form đầm sơ mi xòe dài, 1m60 em mang là đã qua gối nè, lên form gọn dáng luôn. Màu sắc hoa văn thì sang trọng và dễ mang ha. Mã số sản phẩm giúp em là 1514, shop còn size M nha. 1536 hôm nay lễ sao rồi các chị yêu ơi, tranh thủ đặt sớm cho em trước khi nó hết hàng nha. Hiện tại thì em chỉ còn hai size cuối là M và L thôi, tương đương là chị khách nào dưới 55 cân sẽ mặc đẹp cho mẫu váy này, với chất liệu là von nè, dáng dài thước tha cho các chị luôn. Trời ơi, sang không ấy chị, ai thích mặc form dài thích thước tha một chút xíu thì chốt ngay cho em mẫu này, đang sale 169.000 đồng luôn, chưa bao giờ mà rẻ như hôm nay luôn á. Bình thường mẫu này các chị mua bao nhiêu, like gần nhất của em là nó cũng rơi vào tầm là 300.000 đúng không, 300-350. Hôm nay các chị mua bao nhiêu ạ? 169.000 đồng mấy chị ơi. Hai size cuối cùng không về lại nha. Giờ là còn nhiều số lượng như em bán hết là em ngừng, không có về thêm cái kiểu này nữa. Sắp tới em sẽ về là hoa khác kiểu khác. Đó, chị nào chưa có mẫu này thì lên đơn sớm giúp em ha. Mã số sản phẩm là 1535 nha cả nhà. 1535. Em này với chất liệu là von, hai lớp nè, cái cổ áo may cách điệu cũng rất là đẹp cho mình luôn. Rồi tay lỡ nha. Với tông màu đen là càng dễ mang, không sợ là kén da chị nào hết trơn á. Mình da trắng và ngâm đều hoàn toàn bận được cho em mẫu này. Đó, có buông làm quà tặng thì em này cũng rất là dễ mấy chị ha. Chỉ sợ là không có size vừa thôi, chứ còn về chất liệu thì không cần phải lo luôn. Mã số giúp em 1536 nha các chị ơi, 169.000 đồng cho em nè. Xin hầm, em này là von đấy chị, bên trong có lót nha. Tất cả các sản phẩm von bên em được may hai lớp, các chị không cần lo mỏng đâu. Lụa nè hoặc là nhung nó dày dặn thì em sẽ không cần lót, nhưng mà riêng von thì tất cả cái váy von, von gân nè, von hàn nè, rồi em mặc trên người đây ha, vải này nó cũng là von cát nha các chị, thì cũng được may cho mình là hai lớp luôn. Chị Thúy Kiều chai size 2XL còn không em hết rồi chị ơi, em còn size ML thôi, tiếc quá. 2X mình lụa cho em sang kiểu khác nha. Von hoa em vẫn còn nhiều lắm, mình tham khảo giúp em mẫu sản phẩm khác với, tại vì mẫu này là em không về thêm nữa luôn. Hai size lớn hết trơn rồi, XL 2X là sạch bách luôn, vừa về hàng thôi là đã hết trơn rồi, nên là cái chịu tranh thủ ưng váy nào chốt liền cho em ngay khi mà mình thấy là cái giá tiền nó đã rất là ok với cái hợp, gọi là hợp lý với cái túi tiền của mình á, thì cái chị đặt luôn chứ đừng có chờ em sale thêm. Như mẫu này đi, hôm nay giảm giá rồi 169 nhưng không có size vừa đó, cái chị thấy không, quá tiếc luôn đúng không ạ. 169
chính là giá đã sale chị nha. Về phía ship thì bên em sẽ hỗ trợ một phần cho khách. Nếu như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên em đồng giá ship tất cả các quận trong thành phố là 20.000 đồng. Và ship tỉnh chỉ có 30.000 đồng đây cả nhà ơi, ship rẻ lắm, em hỗ trợ rồi. Đồng em cũng đã sale rồi, có 169.000 mẫu váy này thôi. Bao giá cho các chị yêu luôn. Ở đâu một cái đồng von dài như vậy mà trăm mấy đúng không? Người ta bán 5-700 không hà. Qua shop em 169 có ngay một em đồng siêu hot luôn. Lấy mẫu nào thì bình luận bên dưới giúp em à. Đây sẽ là 1536 nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn giúp shop nè. 1536, mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Cố gắng lên đơn thật là sớm để shop có thể là tư vấn nè, chọn size cho mình ha. Dạ dưới 55 cân thôi chị Lily ơi, em này hết size lớn rồi. Hôm nay chị nào dưới 55 cân hoặc L74 thì nhớ chốt đơn liền, tại vì em này đang sale rất là rẻ, vừa đẹp mà vừa rẻ cho các chị mình luôn, thì chỉ cần xem like và đặt hàng cho em thôi. Điều kiện săn sale sẽ là 3 lần chia sẻ nha cả nhà. Em này có mã số là 1536 nha. Von hoa đào các chị xem nè, hoa nè, màu nhẹ nhàng ha, nền đen hoa màu rất là xinh luôn, nhẹ nhàng nhã nhặn, trung niên hay trẻ tuổi các chị mặc cũng rất là đẹp luôn, và hợp nhất là các chị trung niên nha. Sale còn bao nhiêu ạ? 169.000 cho em thôi. Hai size cuối cùng là M và L, chị nào 40-55 cân cho em thì mình chốt nha. 40 cho tới là 55 cân, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Mã số sản phẩm là 1536 nè, chị Minh Trang lấy 1536. Dạ ok. Rồi còn chị yêu nào nữa không ạ? Mình lên đơn sớm giúp em nha cả nhà ơi, giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha. Rồi mã sản phẩm với số điện thoại cho em là ok ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nha. Em mặc trên người đây sẽ là 1536 nha cả nhà, mẫu đang mang là 1536 ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận bên dưới giúp em ha. Hai size cuối là M và L nha cả nhà, cố gắng mình lên đơn thật là sớm giúp em. Nhân viên bên em sẽ liên lạc tới và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Rồi, em mặc trên người là 1536 nha, mã số sản phẩm là 1536. Chỉ còn hai size cuối nên là các chị yêu tranh thủ mình lên đơn sớm ạ. Hai size ML ấy chị, M là 40-50 cân và L là từ 50-55 nha. Em chỉ còn hai size này thôi, hết là bỏ mẫu nha. Vậy em váy von gần mới cập bến cho các chị đây, kèm theo là cái tông màu hoa văn rất là trẻ trung luôn. Em màu này thì sẽ không có làm kén da đâu, chị nào da trắng da ngâm mặc thoải mái giúp em luôn ạ. Chân váy dán xòe mặc vào trang khuyết điểm tốt nè, mẫu này có về 4 size cho mình lận nha. Rồi hôm nay chị nào từ 40 cho tới 65 cân thì cứ yên tâm lựa chọn 4 size, cứ 40-65 rồi em dưới 84 thì chốt đơn, em có size vừa nha. Nhớ đo giúp em luôn cả số đo 3 vòng ha, thì em sẽ chọn cho mình cái size nó chuẩn nhất luôn. Rồi đây là 1535 nha cả nhà ơi, em may cho mình là cổ tim nè, hổng giờ cổ tròn nhiều rồi, nay đổi kiểu xíu ha. Em này sẽ có thiết kế là cổ tim, tay lỡ, dáng váy xòe dài nha. Đây em cao 1m60, phong đầm dài qua gối luôn, quá xinh mấy chị ơi. Chốt ngay một em này về bỏ tủ, đi chơi, cà phê, dạo phố, đi du lịch mặc đẹp cực kỳ cho em luôn. Đang có chương trình sale á chị ơi, 319.000 thôi chị Thủy Trần nha. Thay vì mình phải qua trực tiếp shop em, giá đang bán là hơn 400, chính xác là 450. Còn ở nhà đặt hàng thì chỉ có 319 thôi cả nhà ơi. Tiết kiệm là đâu đó là cũng hơn cả 100.000 rồi. Đó mà mình chỉ cần đặt ở trên live, không cần phải gì khó hết ha. Xem live stream đặt hàng đúng cú pháp cho em 1535 kèm số điện thoại và chia sẻ live cho em 3 lần, vậy thôi là xong, rất là đơn giản. 3 lần chia sẻ like cho em lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm ạ. 1535 nha cả nhà, bình luận nhanh tay giúp shop nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Size M đầm này L68 độ về cho em là mặc thoải mái chị yêu nha. Đối với mẫu em đang mang thì chất liệu von gân nên là cái chị yêu cứ đặt theo size chuẩn giúp em là ok ha. Đang sale với giá tiền là 319.000 nha. Em có sẵn hàng rồi, đặt là em sẽ giao liền. Nếu như mình đã có từng mua đồ nhà em đã
biết mà size nào rồi thì càng dễ hơn nữa, cứ đặt là em giao thôi. Ship đến tận nơi và tất cả đơn hàng hôm nay đều được kiểm tra nha cả nhà. Dù là khách mới mua lần đầu tiên mình cũng yên tâm ha, không cần lo gì về sản phẩm đâu. Được kiểm hàng trước thanh toán nè, giao đến tận nơi khi đó mới lấy tiền chứ cũng không cần chuyển khoản trước giúp em luôn. Rồi 1535 nha cả nhà ơi, chất liệu là von ren nè, dáng này dáng xòe nè, mình tròn người ấm người xốp đều có size phù hợp cho cái chị luôn, miễn là mình chọn giúp em ha. Đo cho em là cân nặng chiều cao số đo, sau đó là bên shop sẽ có nhân viên chọn size vừa đẹp cho mình. Rồi em mới xin địa chỉ và giao hàng nha, mất khoảng 2 đến 4 ngày cho chị Ngọc, em sẽ giao đến tận nơi cho các chị không cần đi đâu hết ha. 1535 em chỉ có một màu này thôi chị Kiều Nguyễn ơi, phong váy xòe dài hai lớp nha, màu này hai lớp không có túi. Đối với 1535 thì em may là dáng xòe trơn nha, thích có túi đẹp sẽ có kiểu khác. Còn màu này của em là váy xòe trơn hai lớp và khóa sau lưng thôi. Dạ, 319 là giá đồng em mang. Lưu ý giúp em là điều kiện săn sale là 3 lần chia sẻ nha. Cái này dễ, thật sự em thấy có 3 lần không mất nhiều thời gian của mình đâu. Mình chỉ cần bỏ ra vài giây chia sẻ like thôi là đã nhận về một cái sản phẩm đồng quá là xuất sắc như này rồi. Chỉ với 319.000 đồng, còn thị trường bây giờ mua một cái đồng von nha, hoa hoa nhẹ nhẹ như này thôi là cũng đâu đó tầm 500-700 nha cả nhà. Qua nhà em ha, 319.000 đồng cho em, chất lượng khỏi lo luôn, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Em mặc trên người sao là em giao vậy, giờ cứ ngắm nghía trên like kỹ cho em đó. Sáu mặt giới thiệu cho khách như nào ở trên like thì nhận hàng là phải y chang như vậy cho em, không khác gì luôn. Hàng có sẵn 4 size cho mình nè, size M, size L, XL và 2X luôn. Chị nào mua tại livestream này sẽ được sale còn 319.000, nhớ lên đơn sớm để em chọn size vừa nha. Hết là hết luôn chứ không có may thêm. Đó, chị nào mua trễ sợ không có size vừa mấy chị. Nhiều khi khách thích mẫu đồng đó mà biết sáu trễ quá, đặt ngay lúc hết size của mình rồi là tiếp phải lựa cái khác thôi. Đó, rút kinh nghiệm cho em, ưng cái nào chốt đơn liền. Này mới về, 1535 mới về, giá sale chỉ có 319.000 thôi. Tại shop đang bán 450 mà mình ở nhà đặt hàng chốt có 319, quá là ưu đãi luôn. Đồng thời hôm nay đơn hàng 600.000 mình còn được miễn phí vận chuyển nữa nha cả nhà. Phong váy này mặc lên sẽ rất là gọn dáng nên các chị mình yên tâm, nếu mình dáng tròn có bụng thì cũng không lo luôn. Mã số sản phẩm cho em là 1535 nha, nhớ kèm số điện thoại mình đang sử dụng vào nữa ạ. 1509 ngày hôm nay shop giảm giá chỉ với 100, chị ạ, 100. Em chào chị Ngọc Hiếu ạ, 229.000 nha cả nhà ơi, ngày hôm nay sale nha, 229 ạ. Nếu như mình mua trên live của em ngày hôm nay là sẽ được 229, còn nếu mua tại shop thì sang 450. Đó, nghe chị thấy không, chỉ cách nhau có vài phút đặt hàng thôi mà cái giá tiền đã chênh lệch rồi. Cho nên là cái chiêu nào ưng ý sản phẩm này thì nhanh tay đặt ngay cho shop ở bên dưới ha. Mã số sản phẩm em mặc trên người đây sẽ là 1509 nha cả nhà. Em này với chất liệu là lụa mango, vải rất là mềm nè, mặc êm mát và thoải mái luôn ha. Hàng nhà em là có sẵn nên là cái chiêu cứ yên tâm đặt sớm ở bên dưới là sẽ có hàng nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, nhanh tay có đơn chậm tay là hết nè. Em mặc trên người sẽ là 1509 ạ, size M, size L, XL và 2X nha. 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà. Eo đầm 85-86 độ về cho em mình chốt đơn ha. Giá sale ngày hôm nay sẽ là 229.000 và duy nhất chỉ được áp dụng cho khách mua trên live thôi, ngoài live không giảm giá. Nếu như chị nào mua tại shop là 450 mà ở nhà đặt hàng thì có 229, bao giá toàn thị trường cho các chị mình luôn. Cố gắng lên đơn thật là sớm giúp em ha. Đài phong váy các chị xem nha, dáng đầm xòe dài một lớp hai túi và có khóa kéo phía sau lưng ạ. Với thiết kế là cổ vuông nhìn rất là dễ trung luôn, thì em đầm này chị nào mình trẻ trẻ mình bon chen cũng được, thật ra nó cũng không có dự tuổi. Họa tiết beo thì nhiều khi các chị cứ sợ là beo là dành cho mấy chị trung niên đúng không? Nhưng mà em này kiểu dáng nó không có bị nhiều tuổi đâu, nên là trẻ các chị bao trang cũng được ha. Eo 74 mình lấy giúp em là size L đi chị, em có đủ 4 size cho mình lựa chọn luôn. Rồi, chị Thủy Kiều lấy mã số 1509 và ok chị yêu nha. Đang sale với giá tiền là 229.000 nha cả nhà ơi, 229.000 đồng. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X luôn. Đặt trên line là shop giao đến tận nơi cho các chị mình không cần đi đâu cả nha. Đây có kèm túi nữa nè, may kèm hai túi và có khóa kéo phía sau lưng ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, 1509 là mẫu đầm em mang nè. Beo này là beo lụa,
Với chất lụa van ngô nhà em á, chị nào mà chưa từng mặc qua thì mình trải nghiệm xem, chắc chắn các chị mặc một lần là thích liền. Vải mềm, mặc mát và rất ít nhăn. Thật sự luôn là không có cần tốn thời gian ủi đồ luôn. Với chị khách nhà em về chất này là ở lý do đó. Mà không cần ủi đồ, ủi sơ cái lần đầu tiên em giao đến thôi, còn những lần sau là cứ giặt phơi rồi mặc luôn cũng được. Đang sale với giá tiền là 229.000 cho chị Ánh Vân ơi. Giá thì là giá đã giảm rồi, mình qua trực tiếp shop vẫn sẽ 450, chỉ dành cho khách mua trên line này thôi là 229. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em ha, 1509 nha cả nhà. Đầm em mặc trên người là 1509, size M, size L, XL và 2X nha. Trong 4 size thì em thấy là size XL với 2XL đã sắp hết rồi đó nha. Size lớn số lượng ít hơn là size nhỏ, mấy chị ơi tranh thủ đặt liền. Hàng đẹp chuẩn mẫu luôn, được chị Jennifer thoải mái nhận hàng, được kiểm tra tất cả đơn hàng nhà em, khách nhận đều được xem trước thanh toán. Mình không cần là phải sợ là đặt hàng rồi giao đúng mẫu hay không, tại vì shop đã cho kiểm tra rồi. Đó, việc của mình bây giờ chỉ là xem like, lựa mẫu, đặt hàng, ai thích mẫu nào chốt mẫu đó. Như em mang á, là cổ vuông, tay vòng, xin ha, lấy mẫu này chốt đơn giúp em là 1509 ạ. 1509 kèm số điện thoại nha. Nhanh tay em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn nè. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em nha các chị yêu ơi. Dạ lụa mango chị, đầm này có túi nha. Một lớp hai túi và có khóa kéo phía sau lưng ha. Đây em có phải kèm túi cho các chị yêu nè. Một lớp hai túi, mã số sản phẩm là 1509 nha cả nhà ơi, 229.000 đồng. 62 kênh mặc được không em? Dạ được, thoải mái tới 65, 66 kênh vẫn được luôn. Mình đo cho em cái phần eo ở đây, eo 986 cho em là được nha. Đầm này phong cũng khá là thoải mái. Eo đầm 85, 86 độ về cái vị chốt đơn nha.